công cụ đấy, lưỡi cày lưỡi cuốc này đấy, chúng ta làm ra, chúng ta biết cày sâu cuốc bẫm này đấy, năng suất lao động tăng rất là nhiều. Rồi là chúng ta có thể xẻ gỗ đóng thuyền để vượt đại dương đi đánh bắt thủy hải sản đấy, hoặc là chúng ta xẻ cả đá nữa đấy, không những xẻ gỗ mà chúng ta xẻ đá ra làm lâu đài. Cho nên các bạn xem những bộ phim ngày xưa, các bạn sẽ thấy rằng rất nhiều lâu đài rất là kỳ bí hoành tráng đấy, những cái lâu đài người ta mất rất là nhiều công sức ấy, người ta xẻ đá và làm. Và các bạn thấy rằng là đây chính là một cái gọi là một cái cách mạng trong sản xuất, bởi vì nhờ có những công cụ tiên tiến như vậy mà con người chúng ta mới có thể là khai phá nhiều những cái vùng đất hoang để tăng năng suất lao động và của cải ngày càng dư thừa. Và như bạn, như các bạn vừa phân tích là gì ạ, khi mà của cải dư thừa thì những cái người ta đứng đầu những cái thị tộc bộ lạc ấy, đấy, người ta lợi dụng cái chức vụ của mình để người ta chiếm đoạt làm của riêng đấy, do cái lòng tham không đáy mà các bạn thấy rằng là chiếm làm của riêng đấy. Ví dụ như là 50 người chúng ta, các bạn tập trung lại để ở nhà bạn Khải đấy, để bạn ấy phân chia những cái gọi là sản phẩm mà làm ra được ấy. Thì như ngày xưa là chia còn thiếu đấy, hoặc là bẻ mỗi người có khi còn phải chung với nhau, thì giờ đây là gì ạ, chia cho 50 người, ví dụ làm ra 70 sản phẩm chia đều rồi, 50 rồi, thế còn 20 sản phẩm thừa thì các bạn Khải này, bạn ấy bảo là đây cất han cái này sản phẩm này vào kho, sau này khi nào mà đủ 50 cộng với cái khác đủ 50 thì lại chia tiếp đấy, xong bắt đầu cứ cái nào cũng tệ thừa cứ bảo để vào kho như thế. Thế là mọi người cũng chẳng ai để ý rằng là vậy thì bây giờ ở trong cái kho đấy tổng cộng là nó bao sản phẩm, bởi vì cái chìa khóa kho đấy là cái ông Khải này ông cầm đấy, và ông cũng chẳng thống kê sổ sách giấy tờ là tổng cái là có bao nhiêu. Cho nên các bạn thấy là những người đứng đầu họ lợi dụng cái quyền hành chức vụ của mình, họ chiếm làm của riêng và họ trở nên giàu có ngày 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 càng ngày càng giàu. Vậy thì lúc này xã hội đã bắt đầu phân chia rồi đấy, phân chia ra giai cấp là có người giàu này, có người nghèo này đấy, có những người thì rất là giàu có bởi vì chiếm đoạt của cải trở nên giàu có, còn một số khác hầu như là tức là đại bộ phận trong xã hội thì là tức là cực khổ thiếu thốn, hoặc là có cuộc sống rất là bình thường không dư giả. Và như vậy là xã hội đã xuất hiện tư hữu, và chính là vì xuất hiện tư hữu mà nó mới phân hóa thành giai cấp các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là cô cứ nói các bạn là kinh tế thì sẽ kéo theo về mặt chính trị xã hội đấy, vậy thì các bạn thấy là kinh tế là xuất hiện tư hữu nhá, tức là chiếm của cải của riêng ấy, thì nó sẽ kéo theo về mặt xã hội. Xã hội mà nhắc cái xã hội là nhắc cái giai cấp mà, vậy thì cái tư hữu này nó sẽ kéo theo là phân chia giai cấp đấy. Như vậy các bạn thấy là mới ra đời cái xã hội tiếp theo đấy, chính là cái xã hội chiếm hữu nô lệ. Và như vậy là cái chế độ mà làm chung ăn chung hưởng chung trong cái thời kỳ công xã nguyên thủy nó đã bị phá vỡ đấy. Xã hội công xã nguyên thủy tan rã, con người đứng trước những cửa của một cái thời đại mà xã hội có giai cấp, đấy chính là cái thời đại mà hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nhà nước chiếm hữu nô lệ. Cho nên thời này người ta còn gọi là cái xã hội chiếm hữu nô lệ này, người ta còn gọi là cái thời đại của cái nhà nước chủ nô. Và các bạn thấy ví dụ như là những đất nước mà người ta trải qua cái giai đoạn chiếm hữu nô lệ này, ví dụ như là Ấn Độ này đấy, hoặc là Trung Quốc này, Ai Cập này, Hy Lạp, La Mã này đấy các bạn. Cho nên các bạn sẽ thấy có những cái bộ phim về nô lệ của những cái đất nước này này đấy, nó có chiếu trên mạng, thì bên nhà mình không có. Vậy thì các bạn thấy là khi mà xã hội có tư hữu đấy, xuất hiện giai cấp này, xuất hiện nhà nước, và cái mâu thuẫn rất là lớn trong xã hội chính là mâu thuẫn giữa những cái người mà chủ nô, những người nô lệ. Vậy thì các bạn thấy là về thực chất cái nền dân chủ ở trong xã hội là như thế nào? Trong xã hội chiếm hữu nô lệ này thì cái dân chủ nó phục vụ cho cái người mà đứng đầu trong xã hội thôi, chứ nó không phục vụ cho quyền lợi của nhân dân đấy. Nhà nước dân chủ nô vẫn là nhà nước của dân nhé, tức là người ta vẫn quan niệm, người ta vẫn nói rằng đây là nhà nước của dân đây. Thế nhưng mà cái vấn đề chỗ này, vấn đề dân thì lại chỉ là gì ạ, ai được coi là dân cơ đấy. Dân ở đây chỉ những người là tăng lữ, quý tộc, thương gia, vân vân, tức là những cái người mà đứng đầu xã hội, những người nhiều của cải giàu có mới được coi là dân, còn nô lệ thì không được coi là dân. Và trong luật pháp thì nô lệ cũng bị coi là gì ạ, một cái tài sản thuộc của người chủ nô, đâu có được coi là người đâu, và bị coi như là tài sản giống kiểu con chó con mèo ấy đấy, hay là những cái tài sản khác đấy. Và các bạn thấy là khi mà những cái người nô lệ không được hưởng những cái quyền không được coi là con người, thì các bạn thấy lấy đâu được quyền dân chủ, đúng không ạ? Quyền lực ở trong xã hội này là thuộc giai cấp chủ nô. Và các bạn nhìn thấy hình ảnh trước mặt các bạn đây là cái đoàn người nô lệ này, các bạn nhìn này đấy, bên cạnh là một cái ông chủ nô này, ông ấy cầm một cái roi trông béo tốt, mặc quần áo rất là sang trọng, cầm theo một cái roi, một cái gậy đấy, cái gậy này
là gì, không phải là để chấm đi đường, mà là khi mà cái đoàn người đi chậm không vừa ý thì ông sẽ vuốt ông đánh đấy. Những người nô lệ kia là người ta bị xích từ nối từ cổ nọ cổ kia để đảm bảo rằng là không trốn, và trên đầu người ta phải bê những cái thúng đấy, những cái đồ để di chuyển theo cái lệnh của cái người này. Và ở bên dưới các bạn cũng nhìn thấy cái tình cảnh mà những người nô lệ người ta bị đánh đập, bị áp bức bóc lột đấy. Vậy thì ở trong cái xã hội này, ngoài giai cấp chủ nô và những cái người nô lệ thì cũng có một bộ phận người tự do nhưng mà rất là nhỏ, đó họ là những người mà bị hạn chế quyền tự do dân chủ, còn chủ yếu ở cái bộ phận đông nhất chính là những người nô lệ. Và những người nô lệ này họ bị chà đạp rất là tàn bạo, họ chẳng có quyền tự do dân chủ nào các bạn ạ, bởi vì họ có được xem là con người đâu, bị xem là cái công cụ lao động, là cái công cụ biết nói đấy. Cho nên toàn bộ của những cái cuộc sống của những người nô lệ này, từ lúc mà họ mở mắt sinh ra đến lúc họ nhắm mắt lìa cõi đời thì đều là gì ạ, rất là đau khổ. Và các bạn thấy là cái gọi là những cái bọn giai cấp chủ nô này nó đã lợi dụng những cái quyền lực của mình và nó cũng tìm mọi cách là nó nô dịch cái tinh thần. Và các bạn thấy rằng là vì sao mà những người nô lệ đấy người ta không đấu tranh, người ta lại cứ cam chịu, là bởi vì là trong cái thời gian đầu tiên ấy, là cái bọn chủ nô này đấy, như cô nói là nó nô dịch cái tinh thần ấy, nó đưa ra một cái học thuyết về một cái vị thần, đưa ra tư tưởng về một cái vị thần để những người nô lệ người ta tin, người ta phục tùng đấy. Vậy thì ví dụ như là ở ở Ấn Độ ấy, đấy, người ta đưa ra một cái vị thần mà người ta nói là gì ạ, tức là cái gọi là cuộc đời của những cái người mà ở những giai cấp khác nhau, ở tầng lớp khác nhau xã hội đấy, cái vị trí và cái cuộc sống của họ thì phụ thuộc vào cái thời điểm họ sinh ra đấy, là liên quan đến cái vị thần đấy. Tức là ở những người mà được sinh ra ở đầu của cái vị thần này này đấy, thì được đứng ở đầu xã hội, đấy là những cái người là tăng lữ quý tộc sinh ra. Còn những cái người mà ở cái vị trí mà bàn chân của cái vị thần đấy chính là những người nô lệ, thì phải chịu cái kiếp cuộc đời đau khổ suốt cả cuộc đời. Và những cái người đấy kiểu người ta tin là như vậy ấy, người ta tin rằng là cuộc đời của mình khổ là do là kiểu kiếp trước của mình, hay là kiểu như tổ tiên của mình sinh ra cái bàn chân của cái vị thần đấy. Còn những người giàu có kia là người ta sướng là kiểu định mệnh là cái vị thần sinh ra ở cái vị trí là đầu đấy. Như vậy là càng xuống cái phần dưới thì kiểu quyền hành càng bị giảm đi ấy, và ở bàn chân chính là người nô lệ đấy, người ta tin như vậy. Và các bạn thấy khi mà người ta có tin thì người ta sẽ cam chịu, người ta cam chịu cuộc đời nô lệ như vậy. Và nếu như các bạn mà xem những cái bộ phim về cái tình cảnh nô lệ này, ví dụ các bạn xem cái bộ phim mà đoạt cái giải Oscar ấy, là cái bộ phim 12 năm nô lệ đấy, bộ phim nó dựa trên một cái hoàn cảnh có thật của một người Mỹ da đen, người ta bị bắt cóc làm nô lệ đấy và chịu cái cảnh đấy, và người ta sau đấy là một cái hành trình người ta đấu tranh để thoát khỏi cái tình cảnh áp bức bóc lột đấy. Hoặc là các bạn có thể xem bộ phim khác như là Cô Chủ Nhỏ hoặc là Nô Tỳ Isaura đấy, những cái bộ phim đấy các bạn thấy nó bám vào một cái phần hiện thực, đấy là tình cảnh đau khổ của những người mà nô lệ đấy. Mình đã là nô lệ rồi nhé, thế xong bắt đầu mình chỉ lấy được chồng hoặc vợ là những nô lệ thôi, xong bắt đầu con cái của mình sinh ra cũng lại nối tiếp cuộc đời nô lệ đấy, rất là khổ các bạn ạ. Và chẳng trốn đi đâu được, bởi vì là trong luật pháp thì người ta quy định rằng là những người nô lệ này là được coi là tài sản của những người chủ nô. Và các bạn hình dung giống như kiểu các bạn đi mua một cái điều hòa, người ta cho bạn cái giấy tờ họ tên như thế này đấy, là kiểu như là chứng minh đây là cái tài sản của mình ý, để khi nào mà kiểu nó hỏng hóc còn mang ra nó còn liên quan đến cứ bỏ anh ý đấy. Vậy thì những cái người nô lệ này, người ta cũng bị gắn, người ta bị ràng buộc bởi một cái khế ước với cái người chủ nô. Và nếu như mà người 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 chủ nô này trả người ta ký ức đấy, hủy bỏ, phá bỏ ký ức đấy thì người ta mới được trở thành người tự do. Còn khi mà cái khế ước này vẫn nằm trong tay người chủ nô ấy, thì cái người nô lệ nó có trốn cái đằng trời đấy, trốn cái đằng trời, bởi vì ra ngoài đường mà cái bọn mà kiểu như là quản lý, bọn mà ở cái giai cấp trên, tầng lớp trên ấy, nó kiểm tra giấy tờ mà không chứng minh được rằng mình là một người tự do ấy thì cũng bị bắt lại các bạn ạ. Đấy, cho nên là chẳng trốn đi đâu được. Như vậy các bạn thấy là cả cuộc đời của họ thì chìm trong đau khổ thôi đấy. Và mà sau này thì các bạn thấy rằng là cái mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và những người nô lệ nó cứ lớn dần lên, và nó dẫn đến đỉnh điểm đấy, con giun sao lắm cũng quằn, giọt nước thì cũng tràn đầy tràn ly, hay giống như kiểu con lừa đấy, nó cánh nó đỡ, tức là nó cõng trên lưng nó quá nhiều đồ rồi, đến lúc mà người chủ người ta chỉ choàng thêm một cái áo, thế là con lừa nó gục xuống, thế là người chủ bảo nó có mỗi cái áo mà không 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 gánh thì không cõng được. Nhưng thật ra là nó giống như là giống như tràn ly ấy. Thì khi mà mâu thuẫn đến đỉnh điểm để dẫn đến những cái cuộc khởi nghĩa của những người nô lệ, và cái người nô lệ đầu tiên mà người ta kiểu như là dẫn dắt cái phong trào đầu tiên ấy là cái cuộc khởi nghĩa của Spartacus đấy, cái người da đen này đã lãnh đạo
và những người da đen khác, và họ tiến hành những cái cuộc khởi nghĩa. Và các bạn thấy là những cái phong trào của những người cuộc khởi nghĩa như vậy nó cứ ngày càng lên cao đấy, ngày càng lan rộng ra, và cuối cùng là ở những cái cuộc đấu tranh của nô lệ chống lại chủ nô đã có phần là gì ạ, là giải thể cái chế độ chiếm nô lệ, để lịch sử của chúng ta bước sang một cái hình thái kinh tế xã hội cao hơn, là hình thái kinh tế xã hội phong kiến. Chúng ta sang xã hội phong kiến để xem ra là nó tiến bộ hơn ở chỗ nào, người dân xem là đỡ đỡ khổ hơn ở cái nào, có thực sự được hưởng quyền dân chủ không. Thì các bạn thấy là nếu như ở trong xã hội chính nô lệ thì chỉ có những cái gọi là bộ phận giai cấp tầng trên ấy, người ta mới được hưởng quyền tự do dân chủ. Thì ở trong xã hội phong kiến này này, đây các bạn nhìn hình ảnh nhé, thật ra cũng không ưng hình ảnh lắm đâu, nhưng mà vì là cái hình ảnh trên mạng ở cái chế độ này lấy hình ảnh rất là khó đấy, cho nên chỉ lấy được cái này để các bạn hiểu một cách dễ hiểu về sau phong kiến. Đây các bạn nhìn thấy một cái hình ảnh rất là quen thuộc, nếu như các bạn xem những cái bộ phim cổ trang Trung Quốc hoặc những cái bộ phim về thời phong kiến đấy, thì các bạn thấy là đây ông đứng đầu tiên là ông vua ngồi trên ngai vàng đấy, hai bên có cái lọ, và những cái vị quan này thì những cái người mà kiểu quan to sẽ đứng ở phía trên, càng đi xuống dưới thì là càng quan thấp, rồi là có những người lính canh gác đấy bảo vệ thì không bị gọi thích khách giết hại đấy, rồi là có những cái người mà quỳ xuống vâng lệnh hoặc là quyền cũng bị xử lý chẳng hạn. Vậy thì các bạn thấy là ở trong cái xã hội này là quyền hành đều tập trung trong tay vua đấy, vua các bạn thấy là người ta bổ sướng như vua ấy và những cái đứa trẻ mà lớn lên trong gia đình mà kiểu được cưng chiều những cái gì cũng theo ý mình ấy, và người ta nói không khác gì ông vua con đấy. Vậy thì tại sao lại bổ sướng như vua đấy? Vậy thì chính là vì cái quyền lực ở trong cái xã hội phong kiến ấy, nó tập trung hết ở trong tay vua đấy, và vua ở trong xã hội này nó còn lớn hơn là quyền lực của tổng thống các bạn nhé, hay là những cái gọi là vị trí lãnh đạo khác trong thời hiện đại. Là bởi vì các bạn thấy là ví dụ tổng thống thì người ta đâu có quyền quyết định về vấn đề tôn giáo đâu, đúng không? Tôn giáo là tự do mà, người dân người ta theo cái như nào nên là tùy người ta. Nhưng mà cái thời phong kiến thì vua không chỉ là có thế quyền mà còn có thần quyền là quyền lực của tôn giáo đấy đấy. Và các bạn thấy là như vậy là vua có quyền lực tuyệt đối trong việc là quyết định mọi vấn đề trong xã hội, chẳng riêng gì ai cả đấy, và thậm chí là vấn đề tôn giáo cũng vậy. Nếu như mà cái ông vua này ông quy định rằng là cái đất nước này phải theo tôn giáo là A, thế mà có kẻ nào mà lại dám theo tôn giáo là B thì kẻ đấy sẽ bị xác định tội là dị giáo và bị đem ra xét xử đấy. Như vậy các bạn thấy rằng là quyền lực của vua rất là kinh khủng. Và dân gian thì còn cái câu lưu truyền như là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì lại quét lá đa, bao giờ dân nổi can qua con vua thất thế lại ra các chùa, là ý người ta chỉ là cái hình thức làm việc chế độ cha truyền con nối đấy. Vậy thì cái cha truyền con nối này nó cũng rất là bất công, bởi vì các bạn thấy rằng là nó đâu liên quan tới việc dân đâu, dân chẳng có quyền gì trong cái việc là bầu ra vua cả đấy, nó cứ theo cha truyền con nối như vậy đấy, ai mà lên làm vua thì cứ đời sau cứ tiếp nối như vậy cho đến khi mà bị đánh bại thì sang một triều đại khác. Vậy thì như vậy nó dẫn đến một cái hệ lụy như thế này: nếu mà nhà vua đấy là một cái người mà yêu dân thương dân như con ấy, thì sẽ quan tâm đến vấn đề là gì ạ, năm nay là có mất mùa không, đê điều của nhân dân là vì sắp đến mùa mưa lũ rồi thì đê điều đã được kiểu sửa sang chưa đấy, rồi là hạn hán như thế nào đấy, rồi là năm nay nhân dân mất mùa thì có giảm 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 thuế nhân dân không đấy. Vậy thì đấy là những cái giai đoạn mà may mắn có những ông vua người ta kiểu như là người ta thấu hiểu cái nỗi khổ của nhân dân, và là người ta là những người mà hiểu biết và phẩm chất tốt. Vậy thì những cái triều đại mà những cái ông vua kế tiếp ấy mà gì ạ, gọi là háo sắc ấy, suốt ngày chỉ thích cung cần mỹ nữ đấy, không quan tâm gì vấn đề khác, thì những cái ông vua đấy các bạn thấy là gì ạ, làm khổ dân suốt ngày, là ví dụ như là xây cung điện này cho cái bà phi tần này, hay xây cung điện kia cho người kia, hoặc là sắp đến kiểu như là mừng thọ thái hoàng thái hậu gì đấy thì lại làm công trình này làm công trình kia để mừng thọ. Vậy thì ai là người làm công trình đấy, đúng không ạ? Có phải như bây giờ chúng ta xây nhà chúng ta thuê tự xây đâu, mà ngày xưa các bạn thấy là thời phong kiến thì toàn là nhân dân phải phải đi xây với các bạn đấy, toàn là đàn ông ở trong gia trong các gia đình nông dân này bị bắt là phải đi làm những cái công trình như vậy, cái khu khen tạp dịch như vậy. Và các bạn thấy ví dụ như là ở Trung Quốc đấy, cái vạn lý trường thành nó hoành tráng như vậy, và các bạn thấy là để xây dựng được cái vạn lý trường thành là biết bao nhiêu xương người đổ xuống, biết bao nhiêu người chết trong quá trình làm việc đấy đấy, toàn là xương hài xương cốt thi hài của nhân dân ấy, của những người nông dân ấy. Đấy các bạn thấy rằng là người dân người ta ở trong cái chế độ phong kiến, và người ta thấy rằng là gì ạ, tuy người ta có khá hơn cái người nô lệ ở chỗ là gì ạ, họ không còn trở thành cái tài sản của ai hết đấy, tự do thân thể đấy, họ không bị coi là vật sở hữu riêng của ai giống như nô lệ, tức là họ được giải phóng về mặt thân thể nhé, thế nhưng mà họ vẫn là gì ạ,
không có quyền hành gì, bởi vì là họ phải là cái người mà phục vụ một cách vô điều kiện cho cái giai cấp địa chủ và nhà nước phong kiến, bởi vì bị lệ thuộc hoàn toàn, lệ thuộc về kinh tế, lệ thuộc về chính trị, lệ thuộc về tư tưởng tôn giáo đấy. Cho nên các bạn thấy rằng là sống ở trong cái xã hội đấy, các bạn sẽ thấy là phải nhìn nét mặt vua mà sống đấy. Các bạn nếu ở trong cuộc sống hiện nay, các bạn thấy rằng là cái việc mà tự nhìn mặt phải sống dựa vào sắc mặt người khác nó rất là mệt mỏi đúng không ạ? Đấy, và nó sẽ không cho phép bản thân mình được sống đúng chính mình cứ phải được sống theo ý người khác. Thế mà ở trong cái xã hội phong kiến đấy thì nó còn kinh khủng hơn, bởi vì là sắc nhìn là sắc mặt của vua mà sống, nếu mà vua mà phật ý cái thì thôi rồi, bay đầu luôn, và thậm chí còn tru di tan tộc cự tộc. Cho nên các bạn thấy là ở trong cái thời đại phong kiến thì có rất nhiều những cái người mà tướng tài người ta bị chết oan ấy. Ví dụ như ở thời phong kiến Việt Nam các bạn thấy là Nguyễn Trãi đấy, nhưng mà quan thú trời xanh mà bị tru di mấy tộc như vậy, mấy đời như vậy các bạn ạ. Đấy, một cái người mà làm quan, nếu mà kiểu người ta có thể là đem vinh hoa phú quý cho cả họ, nhưng mà nếu mà người ta bị cái lỗi lầm gì thì tru di tam tộc, di cửu tộc rất là đáng sợ đấy. Và các bạn thấy rằng là phụ thuộc vào cái ông vua này, và cái ông vua này ông thích cái gì thì tất cả mọi người phải tập trung vào cái đấy. Ví dụ như là ông thích cái chủ đề này thì các bạn thấy là những cái người mà kiểu nho sinh này, rồi là những người mà kiểu họa sĩ này, nhà văn nhà thơ hay là kiến trúc gì gì đấy thì phải tập trung ca ngợi cái đấy theo ý thích của vua. Mà ông không thích cái gì thì phải né ngay tránh ngay, nếu không thì bị các cái tội thi quân rồi bị tội chết đấy. Các bạn thấy là khi đi thi ấy, chẳng may mà trong cái tên của mình mà kiểu như là viết phải cái chữ mà nó trùng với cái tên của vua ấy, hay là họ họ hàng gia đình vua ấy, thì bị coi là phạm húy đấy. Mà ai mà biết được là tên của biết hết tên của các đời vua rồi là họ hàng các thứ đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy là những cái như thế rất là khổ. Rồi là ví dụ như là nếu mà cái ông vua đấy là một cái ông vua mà kiểu có tài có đức, có tầm nhìn xa trông rộng, thì dưới trướng của ông vua đấy là rất là nhiều tướng tài đấy, vừa là bồi dưỡng vừa là trọng dụng nhân tài. Thế nhưng mà ví dụ như là cái ông vua này là cái ông vua mà kiểu như là về trình độ thì đã thấp rồi, xong lại còn hay nghe những cái lời khỉnh định của những cái quan văn ấy. Các bạn thấy là quan thì người ta sẽ chia thành là quan văn và con võ. Con võ chính là những cái vị quan mà kiểu như là ở ngoài chiến trường kìa, lãnh đạo quân đánh nhau đấy đấy. Còn những quan văn là ở trong triều đấy, gọi là mưu bày kế sách rồi là thế này thế kia. Vậy thì thông thường là những cái tên mà địch thần đấy là chuyên gia là gì ạ? Có khi là toàn tân bốc thôi, sao mà là kiểu như là nếu mà kiểu như là người ta không cùng cá tánh với những cái vị quan võ ấy, thì người ta sẽ tìm cách là người ta bêu xấu, người ta nói xấu và người ta tìm cách người ta hãm hại đấy. Ví dụ như là có một cái vị ví dụ như là chiến tranh xảy ra nhé, ví dụ như nước láng giềng mà nó sang đánh nhau ấy, thế là mình bị cử ra những vị tướng tài lên võ để kiểu cầm quân đi đánh nhau ấy đấy. Thì ví dụ là gì ạ, là cái vị tướng mà được kiểu cử ra gọi là vị tướng đứng đầu ấy, được cử ra mà lãnh đạo để gọi là đánh cái bọn giặc xóm ấy đấy. Thì các bạn thấy ví dụ như là bạn Bách chẳng hạn, ví dụ bạn Xuân Bách, bạn ấy làm cái vị tướng như vậy. Và cái vị Bách không chỉ là cái người vị tướng là kiểu cầm quân đánh giặc, mà xuất thân còn là xuất thân vương gia, tức là kiểu em của vua, anh của vua ấy đấy. Ví dụ như là bát vương gia đi đấy, thì các bạn thấy rằng là vừa xuất thân là hoàng 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 tộc nhé, vừa là có tài về là quan võ nhé, thì khi mà ra chiến trường đấy, nếu như mà trong một khoảng thời gian mà toàn là hòa cầm hòa chứ không thắng cũng không thua, vậy thì cái bọn ở trong trong triều bọn định thần này, con bọn còn trong cái số con văn ấy, nó sẽ nói rằng là bát vương gia là gì ạ, là chắc chắn là có bắt tay với giặc để cầm hòa đấy, chứ không có lý nào mà kiểu như là chúng ta hỗ trợ lương thực thực phẩm vũ khí như vậy, đạn dược đầy đủ, súng ống đầy đủ, nhân lực đầy đủ như vậy mà chúng ta cứ hòa chúng ta cũng thắng được đấy. Thế là nhà vua đã đâm nghi rồi. Thế xong mà đến lúc mà ví dụ như là thua thì về là rất dễ bị chém đầu, hoặc là nếu như thắng cũng chết đấy, thua thì cũng chết và thắng cũng chết, hòa cũng bị nói xấu. Nếu mà thắng thắng liên tiếp thì các bạn thấy là đặc biệt là những người mà kiểu người ta là những người mà giỏi giang ấy, phải là những người mà kiểu như là biết yêu dân thương dân, thì chiếm được cái lòng tin của nhân dân và quan lại trong triều. Thế xong lại lại có những chiến công hiển hách như thế, thế thì trở thành những cái gai trong mắt của nhà vua, bởi vì người ta rất sợ là có những cái người mà tài giỏi hơn mình, được nhân dân yêu mến hơn mình, một ngày nào đấy sẽ cướp mất cái ngai vàng của mình. Cho nên các bạn thấy rằng là những cái người như thế là gì ạ, là dần 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 là bị đưa vào trong và chẳng làm gì nên tội, và có khi là rất là chiến thắng giòn giã như thế, đang trên đường là trở về kinh để gọi là lĩnh thưởng ấy, thì là bị cái bọn con võ này nó xúi nhà vua và bày ra một cái gọi là bẫy gì đấy đấy, mà có khi là trên đường về là bị đã nhận được chiếu chỉ của nhà vua là ban cho cái chết đấy. Mắc cái tội này nhà vua thì khoan hồng ban cho cái chết, phải chỉ tru di một tộc thôi hoặc tru di tam tộc đấy. Các bạn thấy rằng là
thực sự sống trong cái thời đại phong kiến rất là khổ các bạn ạ. Không chỉ là nhân dân đâu mà những cái vị quan cũng như vậy, đặc biệt là những cái vị quan mà kiểu gọi là trung thần ấy. Đấy, cái thời đấy là tư tưởng là trung quân ái quốc, phải trung với vua, tuyệt đối trung với vua. Vua bảo sống thì được sống, vua bảo chết thì không thể không chết. Và khi mà nhà vua ban cho chén rượu độc mà còn vẫn còn phải khấu đầu tạ ơn vua. Đấy, các bạn thấy là sống trong cái thời đại này người ta khổ như vậy. Và cái quyền hành ở vua mà, vua là luôn đúng. Điều hai, nếu vua sai thì nhìn lại điều một. Giống như kiểu như là vợ thì luôn đúng, còn điều hai sai thì nhìn lại điều một đấy. Đấy, cho nên quyền lực thì tập trung tuyệt đối trong tay một người, thì các bạn thấy là nó dẫn đến cái việc độc quyền. Đấy, giống như kiểu như là ngày xưa những người đàn ông thời xưa mà người ta gia trưởng là vì cái tội là cái quy định trong cái thời phong kiến đấy, cái tư tưởng là ở nhà thì chồng quyền quyết định mọi thứ đấy, còn khi mà người phụ nữ đi lấy chồng thì ở nhà thì bố quyết định mọi thứ đấy, khi lấy chồng thì chồng quyết định, khi mà chồng chết thì con trai quyết định mọi thứ đấy, nó hình thành những người đàn ông gia trưởng. Vậy thì khi mà quyền lực tập trung tuyệt đối trong tay một cái bộ phận này thì nó sẽ tạo nên cái sự áp đặt đấy, và các bạn thấy rằng là sống trong cái thời đại này người ta quá khổ luôn. Vậy thì các bạn cho cô biết nhé, một câu hỏi tiếp theo cô thích điểm danh các bạn qua phần chat. Và cô vẫn đùa là giống như kiểu như là ngày xưa mà cô cứ hay để ý cái chương trình mà kiểu quay số trúng thưởng ngày xưa là sổ số kiến thiết này, cái hồi mình kiểu mua sổ số theo trường ấy, trường phát động mua ấy, cái xong bắt đầu buổi tối thì chờ đợi đến cái lúc 6 giờ người ta quay xem là mình có trúng cái giải gì không, thì cái cảm giác mà kiểu như là đấy nó giống cảm giác mà kiểu chờ đợi câu hỏi câu trả lời các bạn, nhưng nó giống kiểu như là xem chương trình quay sổ số kiến thiết ấy. Rất là hồi hộp và thú vị các bạn nhé. Bây giờ các bạn cho cô biết xem ngày nay, trong thời đại ngày nay thì các bạn thấy rằng còn nước nào mà người ta còn tồn tại, còn còn vẫn tức là còn ông vua, còn những cái gọi là vị trí như là hoàng đế này, hay là vua này, hay là nữ hoàng, hay là quốc vương, hay là công chúa không? Đấy, những cái nhân vật mà ở trong tức là ở trong cái xã hội phong kiến này, xã hội theo cái xã hội phong kiến này này, để các bạn cho cô biết xem các bạn thấy nước nào mà nó còn những cái vị trí như vậy. À, cô thấy các bạn trả lời rất nhanh nhé. Bạn nào Triều Tiên này, các bạn bổ sung các là Thái Lan này, Nhật Bản này. Nói Thái Lan, hồi trước cô đọc cái vụ cái vụ mà gọi là cũng lằng ngoằng về cái câu chuyện giữa Vương Quy với Vương Quy Hoàng hậu Thái Lan ấy nhỉ, với ông vua ấy. Đấy, rất là lằng ngoằng về cái vụ mà liên quan đến tình ái. Rồi là Nhật Bản thì các bạn thấy rằng là có một số đời công chúa người ta không lấy trong hoàng tộc mà người ta lại lấy ở bên thường dân ấy, những người bình thường ấy đấy, và những cái người công chúa đấy khi mà người ta lấy những người dân thường thì người ta sẽ phải từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến hoàng gia đấy, rất là ngưỡng mộ các bạn nhỉ, ngưỡng mộ nhiệt. Hoặc là các bạn thấy là ở Anh đấy, Nhật Bản này, Thái Lan, ở Anh thì các bạn sẽ thấy là vậy thì nếu như xã hội phong kiến ngày xưa nhé, là người ta theo chế độ là quân chủ chuyên chế đấy, và các bạn sẽ thấy là quyền lực tuyệt đối của vua. Vậy thì ở trong xã hội ngày nay, một số nước người ta còn tồn tại cái hình thức vua rồi là nữ hoàng, công chúa, quốc vương đấy, ví dụ như Anh, Thái Lan, Nhật Bản, thì các bạn phải phân biệt rằng là những cái nhân vật như vậy họ khác với xã hội phong kiến ngày xưa nhé. Bởi vì nếu ngày xưa vua là quyền lực tuyệt đối, ngày xưa là cái chế độ đấy là quân chủ chuyên chế cơ, còn ngày nay những cái nước mà người ta theo chế độ mà còn liên quan đến vua, công chúa, hoàng tộc như thế thì người ta theo cái chế độ là quân chủ lập hiến. Quân chủ lập hiến các bạn ạ là như thế nào? Đấy là có vua nhưng mà vua không còn là quyền lực một cái tuyệt đối đấy, mà là gì ạ, là quyền lực của nhà vua cũng bị là gì ạ, gọi là giới hạn, bởi vì những cái giới hạn bởi vì cái quyền lập pháp của nghị viện đấy bị hạn chế bằng bằng hiến pháp đấy, cho nên các bạn thấy là người ta đặt tên là cái chế độ là quân chủ lập hiến là vì như vậy đấy. Và bình thường thì những cái vị vua hay là những cái người đứng là hoàng tộc như vậy đấy thì cái gọi là người ta mang chất hình thức thôi, quyền lực của nhà vua thì mang tính chất là hình thức lễ nghi các bạn ạ, đấy với tư cách là cái người mà đứng đầu nhà nước và là biểu tượng của dân tộc, còn là những cái quyền rất là lớn như là quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp thì các bạn thấy là nó đâu thường liên quan đến vua đâu, lập pháp là được giao cho nghị viện, hành pháp là giao cho chính phủ, còn tư pháp là giao tòa án đấy, cho nên các bạn thấy rằng là những cái ông vua rồi là những cái vị trí như vậy ngày nay thì nó có cái nét khác so với tộc ngày xưa, tức là quyền lực nó bị hạn chế đi rồi. Như vậy các bạn nhớ là trong xã hội này là nhân dân không có dân chủ nhá,
ở đây được coi là một cái bước thụt lùi trong lịch sử phát triển dân chủ. Đấy. Thứ hai, tiếp theo chúng ta sang xã hội ở tư bản chủ nghĩa. Vậy thì các bạn thấy là cái xã hội phong kiến nó rất là lạc hậu và thấp kém. Đấy, cái quan hệ sản xuất cũng lạc hậu. Đấy, xã hội lạc hậu như vậy. Và khi giai cấp tư sản nó ra đời thì các bạn thấy rằng là nó mong khi mà cái sản xuất nó của cái tức là cái giai cấp tư sản này nó ra đời và nó mong muốn rằng là nó sẽ xóa bỏ cái giai cấp địa chủ phong kiến ấy, đấy, để mở đường cho cái sản xuất phát triển. Bởi vì các bạn biết rằng là cái thị trường ở trong cái xã hội tư bản xã hội phong kiến nó không phù hợp để có thể là kiểu như là phát triển kinh tế. Bởi vì các bạn thấy rằng là cái thị trường trong cái thời đại phong kiến ấy nó rất là cắt cứ, đấy, nó rất là manh mún. Tức là các bạn hình dung rằng là nó cứ chia nhỏ và ở mỗi cái vùng này vùng kia thì nó không có mối liên hệ với nhau ấy. Cho nên các bạn mới thấy rằng là dẫn đến tình trạng ví dụ như là trong thời phong kiến nhé, nó dẫn đến tình trạng cắt cứ, tức là ở trong cái vùng này thì cái người địa chủ này người ta có quyền lực rất là lớn, đấy, ở trong vùng kia thì địa chủ kia lại có vùng rất là lớn và người ta kiểu giống như kiểu người ta khép kín cái vùng đấy, người ta không có liên quan đến vùng khác. Cho nên các bạn thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm ấy nó sẽ mang cái tính rất là cắt cứ manh mún và nó như vậy thì rõ ràng là nó sẽ không có cái sự thông thương về mặt buôn bán. Và giai cấp tư sản lúc đấy là ra đời và nhận thấy rằng cái thị trường này nó sẽ cản trở cho cái quá trình sản xuất của mình, cho nên là giai cấp tư sản đã kêu gọi quần chúng nhân dân đứng cùng phe với mình để lật đổ cái chế độ phong kiến, để hình thành xã hội tư bản chủ nghĩa và mở rộng thị trường ra, đấy, thông thương buôn bán, mở rộng con đường phát triển ra thì mới phát triển kinh tế. Và giai cấp tư sản đã lãnh đạo quần chúng nhân dân lật đổ xã hội phong kiến và đi đến nhân loại đi đến một cái xã hội tiếp theo, đấy là xã hội tư bản chủ nghĩa. Vậy thì xã hội tư bản chủ nghĩa nó gắn liền với những cái cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đấy, và các bạn thấy rằng là cái nền dân chủ tư sản này nó gắn liền với nhà nước pháp quyền tư sản và nhà nước này cũng nhằm mục đích là bảo vệ cho giai cấp tư sản thôi. Đây là một cái được coi là một cái bước tiến rất là quan trọng trong lịch sử, bởi vì là cái nền dân chủ này nó có một số những điểm tiến bộ sau. Thứ nhất, các bạn nếu các bạn để ý những cái điểm tiến bộ của nền dân chủ tư sản nhé, bởi vì các bạn tìm tài liệu thì nó sẽ hơi khó đấy, đặc biệt là sau này nhóm nào các bạn làm cái chủ đề này thì cô nói là ba cái điểm tiến bộ mà chúng ta thừa nhận của cái nền dân chủ tư sản. Thứ nhất là nó thủ tiêu cái quan hệ phong kiến phản động, nó chuyển từ cái nhà nước quân chủ phong kiến mà nó sang cái nhà nước pháp quyền tư sản, đấy, từ cái xã hội thần dân mà sang xã hội công dân, và nó tạo động lực cho cái sự phát triển. Và rõ nhất là các bạn thấy thị trường kinh tế nó phát triển như thế, đấy, phát triển kinh tế rất là rõ rệt, cái thị trường nó rộng lớn, nó thông thương giữa cái nơi nọ với nơi kia. Thứ hai là nó xây dựng được cái nhà nước pháp quyền tư sản đang dần phân lập, và cái việc quản lý xã hội bằng pháp luật, đấy, rất là chặt chẽ, hệ thống pháp luật chặt chẽ như vậy và cái người dân người ta sống theo pháp luật thì cái văn hóa pháp luật của người dân rất là cao. Và cái điểm tiến bộ thứ ba của cái nền dân chủ tư sản đấy là người ta thừa nhận về mặt luật pháp những cái quyền cơ bản của con người như là quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền bầu cử, quyền ứng cử công dân. Đấy. Và như vậy các bạn thấy rằng ở đây chính là những cái điểm chúng ta ghi nhận là nó tiến bộ hơn cái dân chủ trong xã hội phong kiến. Thế nhưng mà các bạn thấy là gì ạ? Cái ý thứ hai chúng ta nhìn trên slide là mặc dù nó là một cái bước tiến quan trọng trong lịch sử, thế nhưng mà nó đã vẫn tước đoạt quyền dân chủ của nhân dân, và dân chủ chỉ thuộc về giai cấp tư sản thôi. Vậy thì các bạn thấy là vì sao như vậy? Cô sẽ phân tích cho các bạn những cái cạnh để các bạn thấy rằng là những cái hạn chế của nó như thế nào, và vì sao mà Lenin và những cái nhà kinh điển các bạn Engels người ta nhận định rằng cái nền dân chủ tư sản này tuy nó có tiến bộ hơn cái dân chủ trong xã hội phong kiến, thế nhưng mà nó vẫn là một cái nền dân chủ chật hẹp, bị cắt xém, bởi vì nó chỉ phục vụ cho một nhóm trong xã hội, đấy là giai cấp tư sản. Và cô sẽ chỉ ra bốn cái hạn chế và phân tích để các bạn thấy. Hạn chế thứ nhất của cái nền dân chủ tư sản đấy chính là gì ạ? Chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi là thực chất quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị trong nhà nước tư sản thuộc về ai? Đấy, câu hỏi thứ hai cũng là cái vấn đề hạn chế thứ hai là thực chất cái vấn đề đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở những nước tư bản như thế nào? Thứ ba là thực chất về cái hình thức là phổ thông bầu phiếu để bầu cái người mà đứng đầu nhà nước ở đây là như thế nào? Đấy, và thứ ba là thứ tư là gì ạ? Những cái hệ lụy mà xã hội tư bản chủ nghĩa nó tạo ra như là phân hóa giàu nghèo này, rồi là khủng bố này, rồi là vấn đề là gây chiến tranh này, rồi là bạo lực xung đột ở trong xã hội là như thế nào? Đấy, vậy thì cô sẽ phân tích để các bạn trả lời được bốn câu hỏi để bốn cái hạn chế trong cái nền dân chủ tư sản để các bạn thấy được rằng là vì sao Lenin lại nhận định cái nền dân chủ này là cái nền dân chủ chật hẹp, bị cắt xén.
Vậy thì trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên là gì ạ? Là thực chất cái vấn đề quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị trong nhà nước tư sản thuộc về ai? Thì cô vẫn bảo các bạn là kinh tế kéo theo chính trị. Đấy, vậy vậy mà trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa hôm trước mà mình học thì cái nội dung về liên hệ về giai cấp công nhân hiện nay ý, thì các bạn cũng thấy rằng gì ạ? Kể ngày nay để có thể tồn tại được thì giai cấp tư sản cùng cái chế độ là chủ nghĩa tư bản nó phải có những cái gọi là cái thay đổi để có thể là tồn tại được cái xã hội mới. Vậy thì nó thay đổi ở đấy là gì? Là thay vì là nó chiếm hoàn toàn tư liệu sản xuất thì giờ đây nó để cho người dân người ta được sở hữu một phần nhỏ trong tư liệu sản xuất, đấy chính là cổ phần, và người dân được sở hữu những cái cổ phần rất là nhỏ thôi đấy. Và các bạn thấy rằng là người dân được sở hữu những cổ phần rất nhỏ thì nó cũng chẳng thay đổi gì đến cái quyền lực của mình, bởi vì người ta vẫn là ở địa vị làm thuê đấy các bạn ạ. Bởi vì khi mà chúng ta chỉ được sở hữu 1% rất là nhỏ cổ phần, vậy thì các bạn đâu có quyền quyết định trong cái việc là chúng ta sẽ đầu tư làm ăn vào cái nào, lĩnh vực nào, chúng ta sẽ liên kết với tập đoàn nào, chúng ta sẽ phân phối như thế nào, hay là chúng ta bầu cổ đông như thế nào, hội đồng quản trị như thế nào. Tức là người dân, người công nhân người ta không có quyền các bạn ạ, mà nó chỉ giải quyết về mặt hình thức là chúng ta có cảm giác là chúng ta đang là những cái bà chủ nhỏ, ông chủ nhỏ, chúng ta cảm giác là mình làm việc có động lực đấy, cảm giác là mình gắn bó hơn, cảm giác là từ giờ mình không còn làm thuê nữa mà mình làm với chính mình đấy, từ đó là càng cố gắng ra sức làm được hơn. Như vậy các bạn thấy rằng là khi quyền lực kinh tế vẫn nằm trong tay giai cấp tư sản thì có nghĩa là quyền lực về chính trị, về xã hội, về văn hóa, tư tưởng cũng phục vụ giai cấp tư sản đấy. Cho nên các bạn thấy rằng là nếu muốn nói về một xã hội mà người ta hướng về ai thì phải để ý rằng là cái xã hội đấy, cái lợi ích kinh tế đấy hướng về ai thôi đấy, bởi vì kinh tế nó là cái quyết định như vậy đấy. Như vậy các bạn thấy rằng là rõ ràng là về thực chất là quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị trong cái nhà nước tư sản, trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa nó vẫn hướng về một bộ phận thôi, nó chỉ bảo vệ cho lợi ích của giai cấp tư sản thôi. Thứ hai là chúng ta sẽ đi xác định mổ xẻ xem là vậy thì là thực chất về những cái vấn đề về đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở những tư bản là như thế nào. Vậy thì các bạn thấy là ở bên, ví dụ như ở bên Mỹ đấy, người ta là có cái tình trạng là đa đảng đúng không, và ở phía Mỹ thì người ta cũng rất là hay là kiểu rêu rao là Mỹ là cái nước mà gọi là tự do dân chủ đấy, rồi là khuôn vàng thước ngọc đấy, rồi là đa đảng các thứ như thế, và thường là chê bai rồi là nói xấu rồi là thế này thế kia, bài sinh cái nước mà theo con đường một đảng giống như ta ấy. Vậy thì thực chất của vấn đề đa đảng như thế nào? Các bạn thấy là ở những nước tư bản ấy, đa đảng là chủ, tức là họ họ nói là đa đảng ấy, nhưng mà các bạn thấy là thuần túy quyền lực cũng chỉ là đảng tư sản thôi đấy. Đa đảng thì là hình thức, các bạn về mặt hình thức thì người ta nói là đa đảng như thế thì nó dân chủ, nó bình đẳng, tức là kiểu cạnh tranh mà công bằng giữa các đảng với nhau ấy. Thế nhưng mà về mặt thực chất thì các bạn thấy là chỉ có những cái đảng lớn thì mới thắng cử, các bạn ạ. Đấy là những cái đảng mà nó đại diện cho là giới tài phiệt này, họ đại diện cho con chất tư sản này, hoặc là nhận được cái sự hậu thuẫn rất là lớn của những cái tập đoàn tư sản mà có thế lực đấy. Như vậy các bạn thấy rõ ràng về mặt hình thức là đa đảng, nhưng mà quyền lực thực sự là nhất nguyên, một đảng hai đảng đấy. Và các bạn thấy rằng là ở cái cơ quan là lập pháp hay hành pháp ấy, nó đều thuộc về những cái đảng tư sản thôi đấy. Vì vậy mà cái cuộc cạnh tranh như vậy nó là không công bằng, và cái chế độ mà đa nguyên chính trị đấy, nhìn thì có vẻ rất là dân chủ, thế nhưng mà những cái đảng mà gọi là, tức là nó nói rằng là các đảng đều có quyền tự do là cạnh tranh, đều có quyền tự do tranh luận, ứng cử và bầu cử để trở thành cái đảng cầm quyền, nhưng mà thực tiễn là gì ạ? Cái đa nguyên chính trị tư sản nó cũng chỉ là nhất nguyên chính trị của giai cấp tư sản thôi, bởi vì là chỉ có những cái đảng lớn như thế đấy, những cái đảng mà chúng ta nói là họ có thế lực này, có cái hậu thuẫn của những cái tập đoàn tư bản lớn, họ được pháp luật dành cho cái sự thuận lợi đấy, được ưu ái thì mới có khả năng là thắng cử và trở thành đảng cầm quyền. Và các bạn thấy như ở Mỹ đấy, các bạn thấy rằng là các bạn thấy là họ có nhiều đảng, thế nhưng hầu như trong suốt lịch sử chỉ là cái sự luân phiên kiểm soát lẫn nhau giữa hai cái đảng là đảng dân chủ và đảng cộng hòa, bởi vì là người ta thấy chẳng ai khác ngoài những cái người của hai cái đảng này này nắm giữ những cái vị trí then chốt ở trong cái chính quyền, và chính họ cũng là những cái người mà người ta thiết kế được cuộc chơi đấy, đề ra những cái luật chơi mà người ta liên quan đến vấn đề mà bầu cử ứng cử đấy. Và như vậy là họ đã dọn sẵn đường cho mình rồi, họ dọn sẵn đường cho mình để mình bước vào cái con đường chiến thắng, và họ sẽ tìm cách họ phong tỏa cái con đường của những cái đảng khác để những cái đảng khác người ta không thắng cử. Vì vậy mà các bạn thấy rằng là rõ ràng là gì, đa đảng nhưng mà thực ra chỉ là nhất nguyên chính trị của các tư sản thôi. Tiếp theo là các bạn thấy là gì ạ? Ở ví dụ như là ở Mỹ đi đấy, có một lấy ví dụ là các bạn thấy rằng là ví dụ về cái việc là nó thiết kế cuộc chơi như thế nào để có lợi cho nó, để nó có thể dễ dàng bước chân vào cái con đường thắng lợi
ở trong tranh cử thắng lợi, không tỏa ở những cái đảng khác. Thì các bạn thấy là ví dụ như là ở Mỹ thì cái chế độ tổng tuyển cử và cái hoạt động bầu cử của Mỹ từ trước tới giờ thì các bạn thấy là Mỹ vẫn rất là tự hào cho rằng đấy là cái hình thức mà biểu hiện rất là cao về dân chủ. Nhưng mà các bạn thấy thực chất là cái cuộc đua mà tổng tuyển cử như vậy ấy, nó là cái đua mà rất là tốn kém và mang tính chất cờ bạc, tức là được ăn cả nó về không, đầu tư rất nhiều tiền của đấy mà kiểu như được thì được rất nhiều, nhưng mà nếu mà không được thì là mất toàn bộ luôn. Và cái việc mà bầu cử tổng thống Mỹ đấy chúng ta đang nói, các bạn thấy là hiến pháp của Mỹ nhá thì nó có quy định những cái công dân mà từ 18 tuổi trở lên ấy thì đều có quyền là bầu cử. Còn những công dân Mỹ chỉ cần là kiểu sinh ra ở Mỹ này, xong bắt đầu sống ở Mỹ, được sinh ra ở Mỹ và đủ 30 năm tuổi và sống ở Mỹ ít nhất 14 năm đấy, tức là 14 năm trở lên đấy, thì đều có quyền là được bầu làm tổng thống Mỹ đấy các bạn nha. Thì rất là ngon ăn dễ chơi đúng không, nhưng mà thực chất là nhìn đấy là nhìn hình thức thôi, thì quả thật là rất là bình đẳng, hầu như là mọi người đều có thể là làm tổng thống. Thế nhưng mà vấn đề là các bạn thì ở nước Mỹ được coi là thiên đường của những người giàu nhưng mà địa ngục của những người nghèo, và tuyệt đội rất là tuyệt cái gọi là bộ cái bộ phận mà chiếm phần lớn chúng ta trong quần chúng nhân dân đấy, tức là tuyệt đại đa số dân chúng ấy. Thì các bạn thấy là không thể bỏ ra nổi cái số tiền khổng lồ như vậy để mà bước vào cuộc chạy đua này, và cũng không gom được một cái lượng kinh tế lớn để mà tranh cử, cho nên các bạn thấy là họ làm gì có cơ hội đấy, cái con số đấy nó lên đến hàng vạn đô la Mỹ cơ đấy. Và các bạn thấy rằng là tổng thống Mỹ mà được bầu như thế thì các bạn thấy xưa nay thì nó không phải là đại biểu của đa số và càng không thể là đại diện đại biểu của chúng nhân dân. Và trong cái cuộc đua đến Nhà Trắng năm 2016 ấy, đấy các bạn thấy là đấy là một cái minh họa rất là rõ. Các bạn thấy là cái ông Trump này, ông ấy đắc cử tổng thống Mỹ. Cô nhớ là cái hồi đấy mà khi cô đang dạy thì cô thấy là ở trong lớp các bạn rất là xôn xao, các bạn kiểu như là đoán xem là ai được ấy đấy, và các bạn cũng chia phe để xem là cá cược với nhau, xong cuối cùng ông Trump được hay là bà Clinton được đấy. Thì các bạn thấy cuộc tổng đua Nhà Trắng năm 2016 nó trở thành một cái gọi là cái bàn tán rất là lớn, và nó trở thành một cái ví dụ mà chúng ta nhìn vào đấy thực tế chúng ta biết rằng là cái dân chủ nước Mỹ như thế nào. Thì trong cái vụ đấy các bạn thấy là ông Trump ông đắc cử tổng thống Mỹ nhé, thế nhưng mà ông chỉ nhận được 59,6 cái triệu phiếu phổ thông, mà trong khi đó cái bà Clinton bà ấy thua thì bà ấy nhận được cái số phiếu phổ thông nhiều hơn ông Trump đấy. Thế mà các bạn thấy là gì ạ, là cái theo cái luật đấy thì cái điều quan trọng là cái ông Trump này ông giành được hơn 300 phiếu đại cử tri, cho nên ông mới là cái người mà thắng bà Clinton. Bởi vì theo luật pháp của nước Mỹ, tổng thống sẽ được quyết định bởi cái số phiếu của đại cử tri chứ không phải là phiếu phổ thông các bạn nhé. Đấy, vậy thì đằng sau phiếu đại cử tri là ai? Các bạn thấy rằng là cái đại cử tri đấy chính là những nhà tài phiệt đấy, đấy chính là những cái tập đoàn tư bản đấy. Còn đằng sau phiếu phổ thông là ai? Chính là quần chúng nhân dân. Đấy, vậy thì nếu như mà thực sự mà nó là đại diện cho quần chúng nhân dân thì nó phải tính cái số phiếu phổ thông là thắng hơn thì là được đúng không? Thế nhưng mà nó dựa vào cái phiếu đại cử tri. Và các bạn biết rằng là đây chúng ta gọi là tán mạng một chút, là vì sao mà những nhà đại cử tri người ta lại bỏ cho người này, người ta không bỏ cho người kia? Đấy, không phải là vì người ta thích cái ông Trump là ông ấy kiểu như là cái người mà gọi là sao nhỉ, thẳng thắn rồi là hay bày tỏ quan điểm hay là ngông hay là tính cách như nào đấy, mà các bạn cũng biết rằng là những cái tập đoàn tư bản, những cái nhà tài phiệt, những cái nhà trong cái giới tư sản ấy, nó bỏ phiếu cho cái nhân vật nào mà sẽ đem lại quyền lợi kinh tế cho họ đấy. Là sau này cái ông này lên làm tổng thống để tạo mọi điều kiện cho cái giới tư sản đấy, cho cái giới tài phiệt, cái tập đoàn tư bản đấy các bạn ạ. Nó đã hậu thuẫn thì có nghĩa là sau khi lên mà ngồi được cái ghế rồi thì phải quay trở lại phục vụ nó đấy, các bạn hình dung là như vậy. Và người ta thấy rằng là gì ạ, cái bà Clinton này cũng phân tích bên ngoài một chút đấy, là người ta thấy rằng là cái bà Clinton này có cái mối liên hệ rất là gần với ông Obama, và trong những cái chính sách của bà, theo quan điểm của bà thì bà ấy, tức là có những cái nét mà kiểu như nó hài hòa, nó xem nó không giống như ông Obama ấy, mà người ta không thích những cái chính sách ôn hòa của Obama nữa, người ta đã cảm thấy chán ngấy chính sách ôn hòa của Obama rồi đấy, và người ta mong muốn là kiểu có một cái nhân vật mà nó có cái điểm nó khác biệt để hy vọng là kiểu thổi một cái luồng gió mới ấy. Cho nên người ta cuối cùng là người ta không thích nhân vật bà Clinton đấy, bởi vì là bà ấy có nét giống Obama, là người ta chuyển sang cái ông Trump, và người ta tin rằng là cái ông Trump sẽ đem lại quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế cho những người mà bầu ra đấy, những cái nhà tài phiệt. Cho nên các bạn thấy là hồi đấy thì người ta dự đoán là cái bà Clinton được, bởi vì là về cái phiếu, tức là lúc đấy chưa lấy phiếu nhưng mà người ta thăm dò ấy, và người ta thấy dư luận rất là ủng hộ cái bà Clinton này, và ai cũng khẳng định chắc chắn là bà Clinton được.
Thế nhưng mà đến cuối cùng ngã ngửa ra là cái ông Clinton ông chiếm thắng về cái phiếu đại cử tri đấy, cho nên là ông ấy thắng cử. Và các bạn thấy là sau khi mà có kết quả ấy, thì các bạn thấy rằng là ở trên đường phố của nước Mỹ rất nhiều những cái cuộc biểu tình rất là đông của người dân, và người ta biểu tình, người ta phản đối cái phán quyết này. Nhưng các bạn thấy là cũng chẳng làm được gì ngoài cái việc là đấy biểu tình như thế rồi là tìm mọi cách như thế, nhưng mà có thay đổi được đâu. Cho nên các bạn thấy rằng là cái việc mà lấy phiếu người dân đấy, cái phiếu phổ thông đấy, nó chỉ là hình thức thôi các bạn ạ. Đấy, còn các bạn thấy rằng thực chất quyền lực của nó vẫn phải là các tư sản cơ, vẫn là những cái nhà tài phiệt cơ. Cho nên các bạn thấy rằng là ở trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa ấy, quyền lực thực sự chỉ thuộc về các tư sản đấy. Cho nên là người ta Lenin mới nói rằng là cái nền dân chủ trong xã hội này nó là cái nền dân chủ chật hẹp. Chật hẹp là bởi vì là nó không hướng về quần chúng nhân dân, nó chỉ hướng về bộ phận là các tư sản thôi. Chúng ta sang một cái nội dung thứ tư để cô lấy ví dụ để cho các bạn thấy một cái hạn chế nữa của cái xã hội tư bản chủ nghĩa. Đấy là gì? Đấy là nó tạo ra rất là nhiều hệ lụy xã hội. Những cái hệ lụy mà rất là khó khăn để chúng ta có thể là xử lý. Thứ nhất là cái phân hóa giàu nghèo. Thứ hai là cái khủng bố. Thứ ba là cái chiến tranh nó gây ra. Thứ tư là bạo lực. Đấy, vân vân. Tức là những cái điển hình chúng ta xảy ra. Thì ví dụ như là các bạn thấy là bà cô lấy ví dụ về cái các bạn thấy rằng về cái phân hóa giàu nghèo, thì các bạn thấy rằng là cái sự chênh lệch giữa cái thu nhập đấy nó rất là lớn nhá. Đấy, các bạn thấy rằng là chỉ một bộ phận trong xã hội, một bộ phận nhỏ trong xã hội, nhưng lại chiếm phần lớn của cải trong xã hội đấy. Đấy, còn phần lớn những người dân ấy, thì người ta cũng cuộc sống người ta rất là nghèo khổ, và cái tài sản thì người ta rất là ít đấy. Và một cái nữa đấy là gì ạ? Cái nữa về cái thứ hai mà cô nói chính là gì ạ? Nó gây nên những cái về chiến tranh, nó tạo ra những cái cuộc chiến tranh mà mang lại cho nó như là những cuộc chiến tranh là phi nghĩa. Vậy thì nói về chiến tranh, các bạn thấy là không phải tự nhiên mà một đất nước, một cái đế quốc, một cái cường quốc mà nó đi xâm lược nước khác, đến nước khác thì thuộc địa, hay cũng không phải tự nhiên mà kiểu nó sang nó xâm lược nước khác. Các bạn thấy là ví dụ như là khi mà Pháp ấy nó xâm lược Việt Nam mình ấy, nó có nói là tôi sang Việt Nam thì tôi xâm lược để tôi vơ vét tài nguyên về Trung Quốc đâu. Nó có nói là tôi sang Việt Nam bởi vì là ở đây tài nguyên phong phú, nguồn lao động thì nhiều, dồi dào, rẻ mạt đâu. Nó cũng không nói là tôi sang Việt Nam bởi vì là cái vị trí nó quá ngon lành, đúng không? Mình có thể biến làm bàn đạp hôm sau để tấn công nước khác. Mà nó nói với dư luận quốc tế là gì ạ? Là tôi đang rất là văn minh đây, văn minh đầy mình đây, bởi vì tôi đã thực hiện cái cuộc cách mạng tư sản Pháp đấy, và tôi đem lại những giá trị tự do, bình đẳng, bác ái đây. Bây giờ tôi sẽ mang những cái giá trị này sang Việt Nam để mà khai hóa, ở hồi đấy gọi là An Nam, sang để mà khai hóa người dân, để mà nâng cao trình độ người dân, để mà người dân người ta có cuộc sống gọi là sung sướng hạnh phúc đấy. Nó đưa ra cái lý do đấy với dư luận quốc tế, và các bạn thấy rằng là người ta tin như vậy đấy. Vậy thì cô đưa ra một cái ví dụ khác để các bạn thấy được rằng là cái cuộc chiến tranh phi nghĩa mà các bạn thấy rằng là nó có những cái cớ đấy, tức là người ta phải có cớ để người ta chiến tranh, và nó xuất phát từ cái chính là từ cái lòng tham của cái giai cấp tư sản. Khi mà các bạn biết là cái lòng tham của giai cấp tư sản, khi mà nó cái bọn đế quốc, khi mà nó không bao giờ nó muốn dừng lại cái lòng tham của mình, luôn muốn là xâm lược nước khác, chiếm nước khác, và càng nhiều càng tốt, càng mở rộng được cái lãnh địa của mình càng tốt. Và các bạn thấy là cô sẽ nói về các bạn về cái cuộc chiến tranh Iraq đấy, và nó trở thành một cái câu chuyện rất là điển hình, bởi vì nó chính là một cái bài học tạo về cái việc là tạo cớ để gây chiến tranh đấy. Và ba cái cuộc chiến tranh Iraq mà chúng ta nói đến đấy chính là cái hay được gọi là một cái tên gọi khác, đấy là cái cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai do tổng thống Bút Con phát động, và người ta gọi là cuộc chiến tranh vùng vịnh lần hai bởi vì là người ta muốn phân biệt với cái cuộc chiến tranh vùng vịnh lần một năm 1991 mà do cái ông Bút cha ông lãnh đạo đấy. Vậy thì các bạn thấy là cái cuộc chiến tranh Iraq đấy là như thế nào? Thì cái nét nổi bật của cái cuộc chiến tranh này là việc mà Mỹ đã rất là thành công trong cái công việc là tạo cớ để đưa quân vào Iraq đấy. Lúc đấy thì Mỹ đã một mực khẳng định là gì ạ? Là Iraq đang sở hữu và phát triển cái vũ khí hủy diệt hàng loạt đấy, rất là kinh khủng nhá. Cứ nghe cái vũ khí hủy diệt hàng loạt thì các bạn sẽ hình dung ngay là vũ khí hạt nhân này, vũ khí hóa học này, vũ khí sinh học này đấy. Và cái lý do thứ hai là gì ạ? Mỹ cho rằng đồng thời Iraq còn có cái mối liên hệ với cái tổ chức khủng bố rất là dã man Al-Qaeda đấy. Và các bạn thấy là bây giờ nhân loại đang rất là sợ hãi cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, mà nghe đến cái vũ khí hủy diệt hàng loạt là kinh rồi đấy, lại còn liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Và tất nhiên là khi mà cáo buộc như vậy thì gì ạ? Cả Mỹ, tức là Mỹ và Liên Hợp Quốc thì điều tra, đúng không ạ? Về phía Liên Hợp Quốc, người ta điều tra, người ta cũng thấy không có bằng chứng nào để chứng minh rằng cho là
thực tế là Iraq người ta có những cái này đấy, tức là người ta điều tra và người ta thấy rằng kết quả điều tra thì không tìm thấy giống như là cái lời cáo buộc Mỹ, cho nên các bạn thấy rằng Liên Hợp Quốc người ta không đồng ý, không bỏ phiếu, không đồng ý cho cái việc là Mỹ sẽ tham chiến ở bên Iraq đấy. Và ở phía Iraq này này đấy, người ta cũng rất là cố gắng, rất là khổ sở các bạn, rất là khổ sở trong cái việc là thanh minh rằng là kiểu như là ở bản thân nước mình là không có như vậy đấy. Các bạn thì hình dung là cô nói một cái vui vui giống như là về phía Iraq lúc đấy thì tha thiết là gì ạ? Anh Mỹ ơi, anh hãy xin, anh hãy tin em đấy, hát cái bài hát là xin hãy tin em đấy. Nhưng mà Mỹ thì hát cái bài hát là gì ạ? Anh không thể tin em được, mà anh chỉ tin cái điều anh muốn tin thôi đấy. Các bạn thấy là nó cái vui vui như thế là vì sao? Là bởi vì các bạn thấy là lúc đấy thì là ở Iraq ấy, người ta rất là hợp tác, người ta kiểu tìm một cách người ta chứng minh đấy, người ta chứng minh với Mỹ rằng thực tế là người ta không có còn cái vũ khí hủy diệt hàng loạt, của người ta cũng chẳng có cái mối liên hệ nào. Nhưng các bạn thấy rằng là Mỹ vẫn bất chấp cái việc là Liên Hợp Quốc phản đối, và cũng bất chấp cái việc là thiếu chứng cứ mà vẫn tiếp tục dựa tức là vào những cáo buộc của mình và phát động cái cuộc chiến tranh với Iraq. Và các bạn thấy rằng là trong thực tế là gì ạ? Trong cái cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất là năm 1991 ấy, đấy do cái tổng thống Bush cha mà người ta lãnh đạo ấy, thì lúc đấy là sau cái vụ đấy thì Iraq gọi là bị đánh cho tơi tả các bạn đấy, bị đánh cho tơi tả, bị không chỉ là Mỹ mà 34 nước mà do Mỹ đứng đầu cơ đấy, đánh cho tơi tả, và cộng với những cái lệnh trừng phạt ở của Liên Hợp Quốc sau đấy đấy, thì là người ta thấy rằng là gì ạ? Người ta bây giờ người ta trước cái sức ép của Liên Hợp Quốc và những cái nước như vậy thì người ta đã từ bỏ những cái vũ khí của mình rồi, người ta từ bỏ cái vũ khí hạt nhân rồi đấy. Và các bạn thấy là cái hồi đấy thì thực tế là Mỹ, Iraq nó cũng từng có cái chương trình chế tạo bom hạt nhân, thế nhưng mà thực tế là chưa chưa tạo ra được một quả bom nào, và họ từ bỏ chương trình này rồi đấy, trước cái sức ép của Mỹ và của những cái nước Liên Hợp Quốc sức ép như vậy thì họ từ bỏ. Và những cái vũ khí sinh học và hóa học đấy thì các bạn thấy là Iraq nó cũng từng có và từng sử dụng ở trong chiến tranh Iran, thế nhưng mà đấy sau năm 1991 thì nó cũng ngừng phát triển những cái loại này rồi, và đồng thời là tiêu hủy hết những cái loại còn lại, những cái vũ khí còn lại. Và cũng và các bạn thấy là các bạn thấy là trước cái sức ép của Mỹ và những cái nước kia thì cả ngay cả những cái kho tên lửa ấy họ cũng tiêu hủy, bởi vì các bạn biết rằng là trải qua cái chiến tranh nó rất là khốc liệt, lại chịu những cái lệnh trừng phạt của phương Tây, thì người dân Iraq ấy, người ta khao khát, người ta được hòa bình, người ta khao khát, người ta được yên ổn, ổn định về mặt chính trị để người ta làm ăn, người ta sinh sống. Chứ bây giờ cái chiến tranh như thế, tức là về chính trị không ổn định ấy, thì làm sao mà làm ăn được gì, đúng không ạ? Bây giờ các bạn thì hình dung rằng là bây giờ chiến tranh như thế thì cô trò chúng ta mà đang ngồi đây mà học online ấy, thế mà nó làm cái đùng cái nó bỏ bom thì cũng to đúng không ạ, đi văn biển. Hoặc là bây giờ mà chiến tranh thì làm sao mà chúng ta dám đến trường, đi xe buýt đến trường, làm sao mà dám ra đường mà đi hỏi hẹn người yêu, đúng không ạ? Làm sao dám ra Hồ Gươm để ăn kem đấy, làm sao mà dám mà đi dạo quanh Hồ Gươm hay là đi chơi. Người dân người ta cũng chẳng dám đi ô tô ra đường mà chở đồ hay là đi làm thuê hay là làm các thứ, bởi vì chính trị không ổn định thì không có môi trường để chúng ta có thể là phát triển kinh tế hoặc là làm ăn như ở đấy. Cho nên các bạn thấy là sau cái vụ mà chiến tranh như thế thì người dân Iraq người ta rất là khao khát, là người ta kiểu như là người ta khao khát hòa bình ấy, cho nên người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận, người ta từ bỏ những cái vũ khí để của người ta như vậy. Nhưng mà các bạn thấy là gì ạ? Mặc dù Mỹ và Iraq đã tỏ ra rất là hợp tác và rất là khổ sở trong cái việc là chứng minh cái thời điểm đấy là mình chẳng hề có cái vũ khí hủy diệt hàng loạt nào, thế nhưng mà Mỹ vẫn không hề đối ngoại đến đấy, và vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh đấy. Và các bạn thấy rằng là một cái điều rất là trớ trêu nhé, là sau khi mà tiến vào Iraq này đấy và hạ bệ được cái chính quyền của Iraq đấy rồi, thì Mỹ và đồng minh của mình không tài nào tìm được cái vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở đây để biện minh cho cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh có nghĩa đấy. Và các bạn thấy rằng là đến năm 2008, cô nói thêm mấy phút rồi chúng ta lại vào trong muộn nhé, để các bạn yên tâm nhé. Đến năm 2008 thì lúc đấy là gọi là cái thời gian mà sắp sửa kết thúc cái nhiệm kỳ tổng thống của mình, thì cái ông Bush này này ông ấy đã thú nhận ở trên một cái kênh truyền hình đấy là thì ông nói là gì ạ? Cái quyết định là tiến hành cái chiến tranh Iraq đã dựa trên những cái tin tức tình báo sai lầm đấy, và đây là cái điều mà hối tiếc lớn nhất trong cái cuộc đời làm tổng thống của tôi đấy. Các bạn thấy rằng là giống như kiểu mèo hót chuột đấy đấy, và ông nói như vậy. Thế mà nhưng mà tuy nhiên đấy rất là mâu thuẫn ở chỗ là gì ạ? Ông nói đấy là một cái điều hối tiếc của ông ấy trong cái cuộc đời làm tổng thống, và cái tin tình báo của Mỹ nói rằng là Iraq là kiểu liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và kiểu có cái vũ khí hủy diệt hàng loạt ấy là sai lầm ấy. Thế nhưng mà ông vẫn bảo vệ cái quyết định là gì ạ? Để lại quân Mỹ ở Iraq, và đến tận năm 2011 thì mới rút hết khỏi khỏi quốc gia Iraq.
Đấy, các bạn thấy là năm 2008 bảo là sai lầm, nhưng mà đến năm 2011 mới chịu rút hết quân Mỹ ở Iraq về. Vậy thì cái nước đồng minh với lại Mỹ trong cái cuộc chiến Iraq là ai? Chính là Anh. Các bạn thấy là năm 2009 thì thủ tướng của nước Anh là cái ông Tony ấy, đấy, đồng minh thân cận của Mỹ trong cái cuộc chiến tranh Iraq, ông ấy cũng thừa nhận ở trên một cái tạp chí, một cái kênh truyền hình là gì ạ, là và ông tức là thể hiện quan điểm của mình trong cái vụ đấy, và ông ấy nói rằng dù cái năm 2003 khi mà Mỹ và Anh tiến hành cuộc chiến tranh Iraq, dù cái năm 2003 Iraq không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào thì ông vẫn ủng hộ cuộc chiến này đấy. Và các bạn thấy rằng là với những cái phân tích của giới chính trị như vậy, với những cái biểu hiện và những cái điều người ta nhìn thấy thực tế như thế, thì cái giới chính trị người ta nhìn thấy và người ta nhận định rằng là gì ạ, ở cái cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 ấy, thực chất chính là một cái cuộc chiến vì dầu mỏ đấy. Ở trong cái cuộc chiến này vì Mỹ và Anh tức là kiểu muốn khai thác được cái nguồn dầu mỏ của Iraq ấy. Đấy, mà các bạn biết là cái nguồn dầu mỏ của họ, dầu khí của họ rất là phong phú đấy, và họ rất là muốn là khai thác tìm được cái lợi ích của mình ở đấy. Nhưng các bạn biết rằng là cái chính phủ hiện tại của Iraq đó, đời nào người ta lại 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 để mất cái lợi ích của quốc gia, người ta phải tìm cách người ta bảo vệ lợi ích quốc gia chứ. Cho nên là thấy Mỹ Mỹ và Anh thấy giống như là không không ăn thua, tức là không sơn mú được gì từ cái chính phủ này, cho nên là phải hạ đệ cái chính quyền đấy và lập nên một cái chính phủ bù nhìn, một cái chính quyền bù nhìn, và một cái chính quyền ít nhất là một chính quyền thân với Mỹ và Anh. Bởi vì thân với Mỹ và Anh thì mới tạo điều kiện cho Mỹ và Anh vào đấy để mà khai thác nguồn tài nguyên dầu khí mà đấy. Cho nên các bạn thấy rằng là họ đã tức là họ đã gây chiến tranh, và họ 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 hạ đệ cái chính quyền hiện tại và lập một cái chính phủ, một cái chính quyền mà thân với Mỹ để mà gọi là có được cái lợi dầu mỏ đấy. Và các bạn thấy rằng là để đánh Iraq là người ta lấy cái cớ thôi, lấy cái cớ là cái vũ khí thì dành là thôi, chứ đánh xong rồi thì có thấy cái vũ khí nào đâu đấy, mà chỉ gọi là tức là tìm thấy một số ít những cái gọi là những cái vũ khí mà kiểu bị bứt bỏ đấy, tức là kiểu không dùng, người ta bứt bỏ thôi, vứt một chỗ giống như đồ không dùng đấy đấy, chứ chẳng có cái vũ khí nào đấy, và cũng chẳng có cái liên hệ nào với cái tổ chức khủng bố. Thế nhưng mà vấn đề là chẳng có một ai phải chịu trách nhiệm hay là bị xử lý bởi vì cái thông tin sai và cái hành động, một cái võ đoán này cả. Đã chỉ có một cái thực tế là gì ạ, là chủ quyền của một quốc gia Iraq thì bị xâm phạm đấy, tổng thống cái nước đấy thì bị lật đổ, bị xử tử, còn người dân của Iraq thì phải hứng chịu những chịu bao nhiêu là đau khổ và những cái hệ lụy do chiến tranh gây ra. Thế các bạn cứ hình dung một cách đơn giản nhất, các bạn nhìn thấy là khi mà chiến tranh nổ ra, người dân người ta sợ hãi, người ta phải di tản đúng không ạ? Vậy thì những cái khu phố, những cái ngôi nhà vốn rất là khang trang, vốn rất là sầm uất và là cái nơi mà gia đình người ta sinh sống bao đời vô cùng hạnh phúc như vậy, mà giờ đây người ta phải rời bỏ và đi, để đi đâu? Và đi đến nơi mới thì đâu phải là chỉ kiểu giống kiểu đi đi di cư một thời gian mà chẳng biết đến bao giờ và chẳng biết sinh sống kiểu gì đấy. Rồi là những cái dãy nhà mà hoành tráng đẹp đẽ như vậy bây giờ bị phá hủy vì chiến tranh đấy, từ đường phố làng mạc rồi tất cả mọi thứ, và nó đảo lộn hết cuộc sống của con người, rồi bao nhiêu người thương vong, của người còn thì còn của, chứ người mất thì làm thế nào được đấy. Cho nên các bạn thấy rằng là người dân là người ta khổ nhất, và một cái đối một cái nước mà luôn tự hào là cái quân vàng thứ ngọc của nền dân chủ giống như Mỹ, nhưng mà lại hành động trái với cái nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ. Đấy là cái nguyên tắc của nền dân chủ là phải dựa vào ý kiến của số đông đúng không? Thế nhưng mà khi mà các bạn thấy số đông ở Liên Hợp Quốc ấy, người ta đâu có tán thành cái việc là tiến hành Iraq đâu. Thế nhưng mà nước Mỹ đấy, hay nói chính xác hơn là chính quyền Bush kìa, đã chà đạp lên cái nguyên tắc là dân chủ của thế giới đấy. Bởi vì nếu mà tôn trọng cái nền dân chủ toàn cầu, tức là tôn trọng ý kiến của những cái nước ở trong Liên Hợp Quốc ấy, thì cái chính chính phủ ở trong nước Mỹ, hay là chính phủ Mỹ, hay cụ thể hơn là chính quyền của ông Bush ấy, đã không mang quân sang xâm lược Iraq đấy. Cho nên các bạn thấy rằng là người ta đưa ra những cái lời lẽ mỏ mè thì thật ra rất là hay, nhưng mà thực tế thì chứng minh rằng là gì ạ, là cái đất nước mà đấy chính họ nói bằng khuôn vàng cứ ngọc, nhưng mà chính họ là cái người mà dẫm đạp lên cái nguyên tắc của tự do dân chủ đấy. Vậy thì bây giờ các bạn ra chơi nhá, cô giảng quá mất 6 phút thì chúng ta cũng sẽ lùi thời gian ra chơi.